Eva nổi giận tập 72. Trưa hôm sau khi Chin Chơn và mọi người đã đi ăn cơm, Ưng Chơn lại lẻn vào phòng Chin Chơn rồi tráo đổi tờ hóa đơn mà cô ta đã đánh cắp và sửa đổi trên máy Chin Chơn. Khi đi ra, cô vô tình gặp Hưng Minh đi ngang qua đó. Liệu Hưng Minh có biết điều này, hay anh ta có nghi ngờ gì không? Trong lúc ăn cơm, Cân Sun nói rằng Su Chơn bị In Hun đá ra khỏi nhà. Khi bà Bông Sun cố gắng hỏi về cô ta, nghe được điều này bà Hông hết sức bất ngờ liền chạy đến nhà In Hun ngay. Bà trách mắng In Hun vì lúc trước anh ta hứa sẽ bao bọc cho Su Chơn, giờ thì đá cô ta ra ngoài. Bà gọi điện để gặp Su Chơn. Su Chơn nói rằng chỉ về ở với bà nếu bà có thể đá mẹ con Chin Chơn ra khỏi nhà. Bà Hông cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng liệu bà có làm được điều này hay không? Bà Bông Sun phải che giấu thân phận ông chồng bằng cái mác là em chồng, để Sơn Hô và ông Ki Te khỏi nghi ngờ. Không biết phải làm sao, bà Bông liền đến nhà nghỉ của ông Lee để xem tình hình thế nào. Ở đây, ông Lee tỏ ra tồi tệ hơn với toàn bộ áo quần từ trên xuống dưới, không có chỗ nào lành lặn, kể cả đôi tất. Bà Bông vừa tức giận vừa đau lòng, dù gì thì bà cũng là vợ của ông ta. Chỉ tội bà đang vướng giữa hai bên, không biết phải làm sao. Sắc và In Chu thấy bà Bông vào nhà nghỉ với một gã đàn ông thì vô cùng khó chịu khi không nói cho ai biết. In Chu bèn khai hết khi Trân Mi hỏi. Bà bảo vệ đi ngang qua đó cũng biết chuyện này. Chin Chơn làm việc vất vả, quên cả việc ăn cơm, nên Hưng Minh đem cơm đến cho cô rồi cùng ngồi ăn ở phòng làm việc. Ưng Chơn đi ngang qua đó thấy vậy thì buồn lắm, đáng lẽ ra cô phải đang ở vị trí của Chin Chơn mới đúng. Ông Lee Man Suk đang ăn mì tôm và uống rượu trong phòng thì bà Bông Sun đến, bà mua cho ông ta một bộ áo quần mới. Ông ta mừng lắm, như trẻ con được mẹ mua áo mới. Lúc đi ra khỏi nhà nghỉ thì cũng là lúc Cân Sun và Trân Mi đến đó. Họ nhìn thấy tất cả, cũng không ngờ rằng ông Ki Te cũng đến đó. Ông Lee nói rằng ông ta là chồng cũ của Bông Sun. Khi Trân Mi vừa chạy theo mẹ cô, làm cả hai người đều ngỡ ngàng, trố mắt nhìn. Liệu Cân Sun có nói ra cái bí mật này cho mọi người đều biết hay không? Bà Bông Sun khi gặp hai người họ thì chạy trốn về nhà. Ở nhà bà cũng không yên khi phải đối mặt với những câu hỏi gắt gao, tò mò của Trân Mi và Lee Sơn Ho. Mối tình giả tay ba này sẽ thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, Chin Chơn vô cùng bất ngờ khi gặp Su Chơn sau khi nói chuyện với In Hun. Su Chơn bảo Hưng Minh và Chin Chơn hãy cưới nhau nhanh đi, để tránh làm phiền giáo sư In Hun của cô ta nữa. Hưng Minh nghe thế thì nói rằng, nếu cô đụng chạm đến Chin Chơn thì Hưng Minh sẽ bảo với cảnh sát để đưa cô vào tù. Su Chơn nhìn thấy In Hun thì bảo, hai người kia đổ oan cho cô, nhưng In Hun bảo rằng, chính mắt anh ta đã nhìn thấy hết mọi việc nên, Su Chơn không biết nói gì. Sau buổi tan chiều hôm đó, khi Bông Sun vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai ông Lee Man Suk mà Ki Te đều đến để đón bà. Khi gặp hai người này, bà Bông Sun bỏ chạy vào phía trong tiệm. Nhưng cả hai người đàn ông kia cùng đuổi theo. Khi biết ông Lee Man Suk là chồng cũ của Bông Sun, ông Ki Te không ở lại nữa mà bảo bà Bông Sun sẽ nói chuyện sau. Còn ông Lee Man Suk thì ngồi lì ở đó, muốn gặp Sơn Ho. Cho đến khi bà Bông Sun phải về nhà thì ông ta mới chịu bỏ đi. Sau cuộc gặp không mong muốn với Su Chơn và In Hun, Hưng Minh muốn an ủi Chin Chơn và cũng để thư giãn. Anh ta đưa Chin Chơn đến một nơi thật lãng mạn, đã đặt trước để làm nơi cầu hôn. Mọi thứ xảy ra trước sự ngỡ ngàng và xúc động của Chin Chơn. Anh ta luôn muốn làm cho Chin Chơn vui và luôn cười. Chin Chơn cảm thấy như niềm hạnh phúc đang trở lại. Hưng Minh muốn cưới Chin Chơn, vì sau đó anh ta sẽ có thêm Hana. Chin Chơn thì đã đồng ý. Nhưng cô ta còn phải được sự đồng ý của Hana, nếu Hana không cho phép, thì cô khó có thể kết hôn. Vì dạo này Hana có vẻ rất nhớ In Hun, muốn In Hun về sống với cả hai mẹ con. Cân Sun rất vui mừng cho bạn vì được nhận lời cầu hôn từ Hưng Minh, ít ra thì bạn của mình cũng sẽ là người hạnh phúc. Nhưng Cân Sun không quên nhắc Chin Chơn phải nói chuyện với Hana khi hết hôn. Su Chơn quay lại nhà In Hun gõ cửa, nhưng In Hun thì lại ngồi uống rượu bên trong. Anh ta không mở cửa cho Su Chơn vào, đứng ở ngoài. Su Chơn gọi quá lớn tiếng, làm mọi người xung quanh không ngủ được nên mắng chửi. Cô đành chịu, không biết làm thế nào. Gọi điện cho In Hun thì anh ta ném luôn chiếc điện thoại. Sáng hôm sau, bà Bông đi làm thì thấy đồ đạc ngổn ngang trong tiệm. Bà nghĩ là có trộm.
Khi ông Lý Man Xúc bước vào thì bà đổ ngay cho ông ta, rồi cùng bà bảo vệ bắt lại. Tiệm Ki Chơn cũng bị trộm, nhưng tên trộm trọng tiệm anh ta là thật rồi ra sức bắt giữ, kéo ra ngoài. Mọi người đến xem đông đủ. Ông Lý Man Xúc bị bà Bông Sun kéo đi. Đúng lúc đó, Sơn Hô gọi mẹ, làm ông Lý nhận ra đó là con trai của mình, và người bên cạnh chính là con dâu. Ông ta rất vui mừng khi biết được điều đó. Chin Chơn được mọi người hết sức khen ngợi, vì công ty đã ký kết được hợp đồng mới với số lượng lớn. Tuy vậy cô phải làm việc chăm chỉ và mệt nhọc hơn. Nghe được điều này, Ưng Chơn cảm thấy rất ghen tị và tức giận. Nhân lúc Hưng Minh rủ Chin Chơn đi ăn, thì Ưng Chơn bước vào phòng làm việc của Chin Chơn với âm mưu đen tối. Liệu cô ta sẽ làm gì khi thấy máy tính xách tay của Chin Chơn chưa tắt? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, sau khi vứt điện thoại đi vì nghe thấy cái lên Lý Man Xúc, đúng lúc đó, Sơn Hô bước ra, và không muốn con trai nghi ngờ nên trả lời ông ta. Sau đó đến điểm hẹn, người đàn ông đó là bố của Lý Sơn Hô, ông ta vừa ở Mỹ mới về, miệng thì lốp ba lốp bốp, có vẻ như rất giàu có, nhưng khi bà Bông Sun dắt ông ta vào tiệm thì mới thấy, áo rách dưới, lổm cha lổm chổm, giày thì hở miệng, không biết ông ta giàu kiểu gì. Bà Bông Sun cảm thấy rất mệt mỏi và đau lòng, vì bà sắp đám cưới mà giờ chồng cũ quay về, bỗng xuất hiện đột ngột, bà biết phải làm sao đây. Ông Lý Man Xúc thì luôn miệng bảo muốn gặp con trai, nhưng bà Bông Sun bảo là bà đã mang nó vào cô nhi viện rồi, ông muốn biết cô nhi viện nào để đến tìm, nhưng bà Bông chối từ, vì bà rất ghét người đàn ông đã phản bội bà cách đây 30 năm về trước. Hưng Minh gọi In Hun đến để nói chuyện về vụ tai nạn của Chin Chơn. In Hun rất bất ngờ vì sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, đó là một âm mưu giết người chứ không phải là tai nạn. Anh ta tỏ ra kinh tởm Su Chơn, nếu Chin Chơn chết đi, thì cuộc đời anh ta đã đi vào ngõ cụt. In Hun hùng hục bỏ về nhà, anh ta hỏi Su Chơn sự việc, thì Su Chơn tức giận xác nhận toàn bộ là do cô ta làm, cũng vì cô ta yêu In Hun. Nhưng In Hun thì không, anh ta phát điên lên và không như những lần khác, là anh ta tự tìm túi xách lấy áo quần bỏ đi. Mà lần này, In Hun đi lấy vali cho Su Chơn, rồi tống tất cả áo quần cô ta vào đấy, sau đó tống ra khỏi nhà, mặc dù Su Chơn đã kêu gào, van xin thảm thiết. Ông Lý Man Xúc, sau khi không được bà Bông Sun tiếp nhận, thì sáng nay ông ta rảo bước vòng quanh khu cửa hàng nơi Bông Sun làm, để tìm hiểu xem hàng xóm bà ta như thế nào, rồi hỏi dò luôn cuộc sống của bà ta. Mọi người nhìn người đàn ông rách rưới này thì vô cùng tò mò, vì không biết ông ta là ai, từ đâu đến. Ông ta quay lại tiệm Bông Sun, nhưng do có ông Kite ở đó, nên khi nghe giọng ông Lý Man Xúc từ xa, bà Bông Sun đã vội chạy ra để đuổi ông ta đi, tránh cuộc chạm trán giữa hai người đàn ông của đời bà. In Hun đến báo cho Chin Chơn biết là mình đã đá Su Chơn ra khỏi nhà, và muốn Chin Chơn quay lại. Anh ta bảo là chẳng còn cảm giác gì với Su Chơn nữa. Su Chơn ở gần đó nghe được, cô ta cảm thấy đau lòng cho anh chồng sắp cưới của mình, rồi kéo vali đến chặn ngang đường của Chin Chơn. Đúng lúc Hưng Minh cũng có mặt ở đó, liệu Su Chơn sẽ làm gì Chin Chơn? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, tức giận Su Chơn, Cân Sun đến nhà đánh Su Chơn và mắng cho cô ta một trận. Biết được chuyện này, In Hun tỏ ra rất ghét Su Chơn. Anh ta mắng và đuổi Su Chơn ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của Cân Sun. Cân Sun bảo Su Chơn nếu không đến xin lỗi Chin Chơn thì chính Cân Sun sẽ đi báo công an. Liệu Su Chơn có sợ hãi mà nghe theo lời của Cân Sun không? Hưng Minh mời mọi người đi ăn trưa để giải tỏa mọi nghi ngờ trong phòng cho Chin Chơn. Một người trong phòng Chin Chơn sau buổi trưa vô tình nhìn thấy cuộc nói chuyện của Ưng Chơn và người tổ trưởng bảo vệ kia. Ưng Chơn đưa tiền cho anh ta. Hưng Minh liên tục làm việc với nhóm bảo vệ để điều tra, làm Ưng Chơn đứng ngồi không yên. Và bảo vệ tòa nhà chứng kiến vụ tai nạn của Chin Chơn hôm qua bèn nói cho mọi người trong tiệm bà Bông Sun biết. Bà Hông nghe thấy thì rất đau lòng và đến hỏi Cân Sun. Sau đó cùng Cân Sun đến nhà Su Chơn để mắng chửi. Bà ta phát điên vì những lời mà Su Chơn nói ra. Cô ta bảo bà không phải là mẹ ruột còn Chin Chơn ít ra cũng là chị của con bà. Bà Hông không ngờ Su Chơn lại nói ra những lời này. Công sức bà nuôi dạy, chăm sóc cô từ tấm bé, nay đã đổ xuống sông xuống biển,
và nói Su Chơn là từ nay không gặp nhau nữa, chúng ta xem như kết thúc từ đây. Hưng Minh gọi người tổ trưởng bảo vệ lên hỏi lại một lần nữa cho rõ, thì người này xác nhận là camera đã bị hỏng. Nhưng sau khi người trong phòng Chin Chơn đi vào và hỏi rằng, có phải anh ta nói với anh là camera đã bị hỏng, mặc dù hỏi có việc gì không nhưng người thanh niên kia không nói ra. Câu nói này làm Hưng Minh tỏ ra nghi ngờ. Buồn vì mâu thuẫn xảy ra giữa em gái và Chin Chơn, nên Trân Mi không thèm nhận lấy món quà mà Chin Chơn tặng cho con cô. Mặc dù Cân Sun ngồi đó hết sức khuyên giải. Ông Kite đưa bà Bông Sun đi mua trang sức, chỉ có chiếc nhẫn ki cương thì vừa tay, còn sợi dây chuyền thì quá ngắn do cổ của bà quá to, đến sợi đeo tay cũng thế, làm ai cũng mắc cười. Sau đó ông Kite mở màn cầu hôn rất lãng mạn với bà Bông Sun ngay trong tiệm trang sức, làm bà Bông Sun hết sức cảm động mà đồng ý ngay. Về nhà bà vội vàng khoe chiếc nhẫn với con trai và on dâu, nhưng Sơn Hô thì không thích điều này, anh ta không muốn xa mẹ hay không muốn mẹ phải đi thêm bước nữa. Nhưng Trân Mi đã hết sức khuyên bảo làm anh ta thay đổi, chấp nhận điều này vì hạnh phúc của mẹ. Bun Sun vào phòng Ki Chơn để xin ngủ nhờ, vì ngoài kia quá lạnh, nhưng Ki Chơn không đồng ý, anh ta đuổi cô ta ra ngay, và chỉ để bé Rong ở lại. Cô ta nghĩ càng ngày càng lấn tới một chút chắc lấy lòng được Ki Chơn, nhưng cô ta đa sai. Bà Bông Sun đêm nay nhận được một cuộc điện thoại lạ từ một người đàn ông, bà ta tỏ ra rất hoảng loạn khi nghe tên người đàn ông này. Vậy người đàn ông đó là ai, từ đâu đến, có liên quan gì đến bà? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,